Đã sang tuần thứ hai, Apple triển khai chương trình hỗ trợ đổi pin cho người dùng tại Việt Nam vì cố tình làm giảm hiệu năng dòng iPhone. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu đổi pin vẫn không hề giảm. Một cửa hàng ủy quyền của Apple trên phố Yết Kiêu, Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày có hơn 10 khách hàng đến yêu cầu đổi hỗ trợ pin. Ngày càng cao điểm lên đến 20 khách. Do nhu cầu đổi pin ngày càng tăng nên thời gian chờ pin mới cũng kéo dài. Nếu như trước đây cửa hàng chỉ hẹn khách từ 7 đến 10 ngày thì nay khách hàng sẽ phải chờ hơn 10 ngày mới có pin mới. Riêng đối với những phiên bản iPhone cũ hơn như là 6S hoặc S Plus, người dùng phải chờ đến sau Tết mới có pin để thay.